tôi xin chào và kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe và an lành. Hà Nội, tháng 8 sắp vào thu rồi. Cả nhà thân thương của gian bếp mẹ tôi ở ngoài Hà Nội ơi, thời tiết bây giờ như thế nào? Hôm nay, gian bếp mẹ tôi sẽ làm món bánh gai, món bánh đặc trưng của người Hà Nội mà gian bếp mẹ tôi đã từng được thưởng thức khi có dịp ra Hà Nội. Rửa lá gai cho sạch bụi, cho một ít nước vào nồi và luộc lá gai. Thank you.
video. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui.